Bận. Cái gì? Em của Vi hả? Thiệt em nghẹn cả cổ tưởng đâu chết rồi chứ. Chuyện hai người đó lấy nhau, anh nghe có được không? Anh Khanh nghĩ sao mà lại làm như vậy chứ? Hèn chi, mấy bữa anh gặp anh thấy quen quen. Anh thấy hai người đó rồi hả? Anh thấy rồi, anh gặp cách đây mấy bữa ở trước cổng công ty mình nè. Sao lúc đó anh không nói với em? Thiệt tình không hiểu nổi anh Khanh này nữa. Dạ, em nghe nè. Anh đây, tối nay anh sẽ đến nhà em để chào ba mẹ, cho nên em cứ nói với ba mẹ trước nha. Hôm nay hả? Anh tới chào ba mẹ em đột ngột vậy, em biết tính sao giờ? Anh phải cho ba mẹ em thời gian chuẩn bị chứ. Càng để lâu thì chuyện tụi mình sẽ càng bất lợi, cho nên em cứ việc nói với ba mẹ trước đi. Tự nhiên tới bất ngờ vậy, biết tính sao đây? Từ giờ chắc Vi không thể ở chung một không gian với hai người được nữa rồi. Cả Phương, Khanh, hai người không có lỗi, tất cả đều do lỗi của con người ấy. Con người đã gây ra mọi chuyện trái khoái cho mấy đứa tụi mình. Phi cũng không ngờ Thủy cũng bị lôi vô dính vào chuyện này. Hôm nay người mà con sẽ lấy làm chồng tới để chào ba mẹ đó. Ừ. Người tối nay đó. Dạ. Bởi vậy cho nên con mới báo để ba chuẩn bị đó. Vậy là đứa hôm nay mới biết mặt chàng rể tương lai của con cái út nhà này à? Ủa mà ngồi vậy đâu có được ta. Ừ. Ba tính đi đâu vậy? Ba phải ra chợ để báo tin này cho má con rồi còn chuẩn bị nữa chứ. Đây. Đây, đây ba, đây ba. Còn Thủy nó nói tối nay nó dắt chồng tương lai của nó về đó. Ra bà về bà lo chuẩn bị đi. Có gì đâu chuẩn bị. Mình có sao thì cứ sống vậy. Ta thấy vậy là được rồi, chuẩn bị gì. Nói gì mà nghe được. À chào chị, bữa nay thịt tươi ngon lắm, mua đi chị. Lấy miếng nào chị? Cái gì vậy? Sách hướng dẫn học vi tính. Tôi nghĩ Hiền học lâu rồi sợ quên nên mua đại một cuốn. Tôi biết là Hiền làm được hết đấy, nhưng mà nên tham khảo qua để làm bằng theo kinh doanh cho nên hay. Khỏi cần bán thứ này, tôi cũng làm được mà. Hiền làm được hết mà, bởi vậy tôi mới dùng từ tham khảo chứ bộ. Cũng được, nhưng mà tôi chỉ tham khảo thôi đó nha. Ừ thì tham khảo. Mua sắm tại nhà hả? Nếu như mình in catalog rồi gửi đi thì chỉ may áo dài không, chắc không đủ phong phú quá. À,
Hay là nhân dịp này mình cụ thể quá luôn những ý tưởng thời trang mà lâu nay mình nghĩ trong đầu ta. Đúng rồi, nhân cơ hội này mình sẽ mở rộng lĩnh vực thời trang luôn. Em làm gì mà lầm bầm mình vậy? Anh tới hồi nào vậy? Anh mới tới. Nghĩ gì mà anh mở cửa vô cũng không biết. Anh ngồi xuống đi. Nè, anh đã lập xong kế hoạch công ty giao nhận bằng xe máy chưa? Anh cũng đang suy nghĩ, nhưng mà anh thấy nó không có dễ như là anh tưởng. Em biết thế nào cũng như vậy, cho nên em mới lập xong kế hoạch kinh doanh cho cả anh luôn rồi. Thiệt hả? Em đang lập kế hoạch home shopping, có nghĩa là mua sắm tại nhà. Công việc này đằng nào cũng phải liên kết với công ty giao nhận. Bởi vậy, nếu như em làm mua sắm tại nhà, thì công ty giao nhận bằng xe máy của anh đương nhiên sẽ hoạt động thôi. Home shopping, mua sắm tại nhà, nhưng mà nghĩa là sao? Cái này có nghĩa là công nhận mình chỉ được cái khéo lấy vợ thôi. Sao người ta, sao vợ mình lại có thể nghĩ ra những cái ý tưởng dễ thương dễ sợ vậy? Từ bây giờ Sanali sẽ kiếm tiền bằng cách bán quần áo may sẵn tại nhà. Còn mình sẽ kiếm tiền bằng cách giao nhận hàng mà sẽ gắn máy. Ông coi chiếc xe đi. Ủa, sao vậy? Có chỗ nào không ngon? Không ngon nó làm cái gì? Cái này xe Honda gì đâu hả? Mỗi lần hả lên cầu á kêu rọc rọc rọc, tôi phải lấy hai cái chân tôi bươi nó mới chạy lên. Xe gì chạy thu xe đạp nữa. Ông bán cho tôi xe máy dởm rồi. Anh nói gì kỳ vậy? Nè, tôi đã giúp anh mua xe tốt, giá rẻ, rồi bây giờ lại dở giọng vậy. Có khi nào anh chạy anh phá xe quá không? Phá cái gì mà phá? À, hay là ông với cái ông bán xe, hai người cấu kết với nhau bán xe dởm cho tôi phải không? Mới nói gì đó? Ê, mày dám nắm cổ tao hả? Tao nắm cổ mày nè. Mày chưa bao giờ có anh hai hả? Muốn được người ta coi là anh hai thì phải xử sự như anh hai kìa. Ê, bình tĩnh làm gì đấy? Hả? Buông ra. Buông ra. Bình tĩnh đi. Ok, bây giờ á, mày đem cái xe cổ lỗ xỉ mày quăng thùng rác, xong mày trả tiền lại cho tao. Ông biến xe bình thường thành xe cổ rồi còn nói nữa hả? Tôi nói bình tĩnh cơ mà, hai ông này. Người thứ ba, biến. Rồi, từ từ, cẩn thận. Chuyện gì vậy? Tôi đang nói chuyện với ông phó bếp ở tiệm phở. Tự nhiên ổng ở đâu cũng xen vô, tôi xô nhẹ ổng. Trời ơi, hình như ổng bị quẹo xương sống rồi. Vậy mà nhẹ à? Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Sáng mai tôi phải đi giao trái cây sớm, mà lưng đau tới thế này làm sao bây giờ trời. Nè, cô biết là cái xương sống nó quan trọng với người đàn ông như thế nào hay không? Mà lại làm ra nông nổi như vậy hả? Lỡ mà xảy ra chuyện gì á, ông có chịu trách nhiệm hay không? Chịu trách nhiệm hay không hả? Anh mua trái cây gì? Mua trái cây gì hả anh? Alo, phòng kế hoạch dự án nghe đây. Alo, bác đây. Tối nay con có bận hay có hẹn gì với ai không? Dạ, tối nay con cũng không có hẹn gì đặc biệt thưa bác. Vậy tối nay có khách bàn việc quan trọng, con đi luôn nha. Thực ra bác cũng tính đi với cả thằng Khanh nữa, nhưng hôm nay nó có việc, chắc bác chỉ đi với con thôi. Dạ, con biết rồi thưa bác. Dạ, con chào bác. Khách công việc quan trọng mà.
Anh đi về hả? Ừ. Đợi em tí nha, em mang bộ đồ này cho Mai rồi quay lại. Hai anh em mình nói chuyện một chút nha. Sao hôm nay làm cái gì ai cũng muốn nói chuyện với anh vậy? Làm sao bây giờ? Bây giờ em phải tới nhà Thủy để chào ba má cổ, cho nên không có rảnh. Và anh cũng biết em muốn nói chuyện gì rồi, để lần sau nha. Mà không nói càng tốt. Anh nói tới nhà đó chào hỏi hả? Ừ. À, tới nhà người yêu phải mua cái gì đó thì ba mẹ người ta mới thích hả? Anh Hai, anh khùng rồi hả? Thôi trễ rồi, anh đi đây. Anh Hai, anh đừng có tới đó. Anh mà tới đó chào hỏi là lớn chuyện đó. Anh đã nói rồi phải không? Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ lấy Thủy. Phải chi mà con không kẹt ngoài tiệm á, thì con cũng về nhà coi mặt chồng tương lai của nhỏ Thủy rồi. Coi làm gì? Không coi cũng rõ rồi. Không có đâu mẹ. Lúc trước con có nhìn thoáng qua, thấy cũng được lắm đó. Nhìn coi bộ có tiền nữa. Đâu phải là chỉ có tiền nè, ta cần là cần người tử tế kìa. Nhưng mà dù gì á, có cũng còn đỡ hơn là không mà mẹ. Thôi, coi tiệm giùm mẹ nha. Dạ. Để cái thằng cha đó đau đớn mình ở đó đó, mình cũng thấy áy náy quá. Nhưng mà mắc gì mình phải lo cho thằng cha chứ. Anh tới rồi hả? Ba mẹ về chưa? Dạ, ba mẹ mới về được một chút. Nhưng mà ba mẹ sẽ bất ngờ khi gặp anh lắm đó. Tại vì em chưa có nói cái gì về anh cho ba mẹ nghe hết á. Em giỏi lắm. Chắc là không có chuyện ba mẹ phản đối đám cưới tụi mình đâu ha? Không bao giờ có chuyện đó đâu, anh đừng có lo. Nhưng mà anh không có run hả? Tại vì lúc tới chào ba mẹ anh á, em run quá trời luôn á. Tới rồi. Dạ thưa ba mẹ, đây là anh Khanh. Con chào hai bác. Ai vậy? Phải con trai ông giám đốc trung tâm thương mại không? Dạ thưa ba mẹ, người mà con sẽ lấy làm chồng là anh Khanh. Dạ, chắc là hai bác bất ngờ lắm phải không ạ? Như vậy là sao? Hai đứa làm sao gặp nhau rồi bây giờ đòi cưới nhau vậy? Dạ, tại tụi con có duyên cho nên mới gặp được nhau. Con cũng đoán là ba mẹ sẽ bất ngờ lắm, nhưng mà không nghĩ là ba mẹ bất ngờ đến mức đó đâu. Ông bà bển có biết là cái chuyện hai đứa đòi cưới nhau không? Dạ thưa ba mẹ, con đã qua bên đó để chào hai bác rồi. Dạ, hai bác đừng lo về chuyện của ba mẹ con. Chỉ cần hai bác đồng ý, con và Thủy sẽ cưới nhau. Ai cho tụi mày cưới? Không được cưới. Trai của ông Cường là thành con rể của tao. Không được, không bao giờ được. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ, ông làm gì mà ông cư xử cho xấu mặt vậy? Mà cái đứa về đi, không đời nào tôi cho tụi nó cưới. Đó, tụi nó nghe bây giờ đó. Nghe thì sao? Tôi không bao giờ cho nó lấy con Thủy. Anh nói là tụi nó nghe bây giờ. Bà kêu nó đi khỏi nhà tôi lẻ lên.
Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Thôi, chắc là hôm nay ba không được vui. Dạ, con xin phép về ạ. Ba em vốn không phải là người như vậy đâu. Anh, cho em xin lỗi nha. Ngay cả ba mẹ em cũng phản đối. Chắc là chuyện này khó khăn à. Anh yên tâm đi, ba em á, chỉ cần một lời em nói thôi là ba chết đứng liền à. Thôi anh đi đây. Ba, anh Khanh còn thiếu sót gì mà ba lại làm như vậy chứ ba? Người ta đã chịu cưới như vậy rồi, lẽ ra mình phải quỳ xuống lại cảm ơn người ta. Lý do gì mà ba phải làm như vậy? Không lý do gì cả, con đừng có hỏi. Giữa con và thằng đó tuyệt đối không được cưới. Nếu như con nói có chết con cũng cưới thì sao? Ừ? Thì bị giết ba, bị đi rồi bị cưới. Nhưng ít ra ba cũng phải cho con biết lý do gì, rồi con mới hiểu mà bỏ qua chuyện này được chứ ba. Không có lý do gì cả. Ba nói không được cưới là không được cưới hả? Bất cứ điều kiện gì cũng không được. Trời cũng sập, đất cũng lở, cũng không được cưới. Ba, người mà mình đi gặp bây giờ là người đang điều hành một công ty thực phẩm rất lớn ở Hàn Quốc. Sắp tới đây họ sẽ là đối tác quan trọng trong việc làm ăn của chúng ta. Còn làm quen với người này sẽ có lợi rất nhiều trong việc kinh doanh sau này đó. Dạ. À, xin chào ông. Chào ông. Không ngờ ông lại tới sớm như vậy. Đường không kẹt xe cho nên tôi tới sớm. Xin giới thiệu, người bạn này là nhân viên công ty chúng tôi, đang phụ trách dự án phở ăn liền, và cũng là con rể của tôi. Rất hân hạnh được biết ông. Tôi tên là Trường. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Chào vào cầu thật tuyệt vời. Ông nói tiếng Việt giỏi quá. À, chỉ tới đây thôi, nói nhiều hơn thì không được. Tôi có nghe nói nhiều nên biết rõ kỹ thuật làm lạnh cấp tốc mà ông giám đốc Khang đây đang nắm giữ là kỹ thuật hàng đầu thế giới. Đó cũng là bí quyết giữ được hương vị của phở mà sắp tới chúng tôi sản xuất, cho nên tôi không thể không quan tâm một cách đặc biệt. Chúng ta 가지고 있는 급속 냉동 기술이 세계 최고의 수준이라는 것을 잘 알고 계시답니다. 아, 과찬이십니다. 세계적인 수준이라고 하지만 한국에서는 이미 보편적인 기술입니다. 한국 사람들은 인스턴트 음식은 먹을 때도 식당에서 주문해서 나오는 음식의 수준을 요구하기 때문에 그 수준에 맞추다 보니까 이 식품 제조 기술도 발전하게 된 거죠. Yeah, ông quá khen. Mặc dù được coi là kỹ thuật hàng đầu thế giới, nhưng kỹ thuật này bên Hàn Quốc đã là khá phổ biến rồi. Sắp tới, cả ở nước chúng tôi khi sở thích ăn uống thay đổi theo nhiều hướng, thì lúc đó nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ăn liền sẽ tăng cao. Nếu vậy, kỹ thuật mà giám đốc Kang đang có sẽ vô cùng cần thiết đối với chúng tôi. 사장님께서는 맛있는 쌀국수만 생산해 주시면 됩니다. 그 제품이 소비자들한테 전달될 때까지 그 맛을 유지하는 비법은 저희가 전해드리겠습니다. 이번에 출시하시는 신제품이 베트남에서 반응이 좋으면은 또 한국에도 수입해서 같이 한번 판매를 해보고 싶습니다. Nếu được như vậy thì đây quả là một việc tốt, không cần phải tranh cãi nữa.
xin ông giám đốc Khang chỉ bảo thêm cho cậu Trường đây. Không phải chỉ vì cậu ấy là con rể tôi, mà bởi vì cậu ấy có rất nhiều tài, có tài ở nhiều lĩnh vực nữa. Ông thương con rẻ quá. Xin mời. Sao con về trễ vậy? Con tới nhà Thủy chào ba má cổ. Con đã qua nhà bên đó chào họ rồi hả? Con đã nói với mẹ rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ lấy Thủy làm vợ mà. Con không được cưới con Thủy. Thiệt ngoài dự tính của con, ba thì con không nói, nhưng con thật bất ngờ ngay cả mẹ cũng phản đối dữ dội đến như vậy. Đã nhắc tới chuyện này thì mẹ cũng nói luôn. Hồi đó con Vi á, mẹ không nói nhiều là bởi vì lúc đó con còn nhỏ. Với lại con Vi là đứa ngoan giỏi, cho nên là mẹ cứ để đó thôi. Nhưng với con Thủy thì không thể được. Con nghe rõ chưa? Khanh à, mẹ không muốn một chút nào hết. Mẹ không muốn cũng không được đâu. Dù có chuyện gì, con cũng sẽ lấy Thủy. Ba mẹ của Thủy tất cả đều thích con. Nghe nói con rể tương lai tới, cả nhà đều đối xử rất tốt. Hôm nay con vui lắm mẹ. Chắc là phải coi ngày làm đám cưới sớm mẹ. Sao lại phản đối vậy ta? Em vẫn cứ nằm suốt vậy à? Anh à, thằng Khanh nó mới qua nhà đó để chào gia đình người ta rồi đó. Cái gì? Anh đã nói tới mức đó mà nó không chịu hiểu à? Anh à, hôm nay thôi cứ kệ nó đi anh. Dạ thưa mẹ, con mới về. Vô đây con. Cực lắm phải không? Dạ có cực nhọc gì đâu mẹ. Mẹ, chồng sắp cưới của nhà mình ra sao mẹ? Mẹ không muốn nhắc tới nữa. Nhắc tới là nghẹn tới đây đây nè. Ủa? Bộ mẹ không ưng hả? Cái cậu đó là con trai của ông Cường giám đốc á. Ông Cường giám đốc là sao mẹ? Con của ông Cường giám đốc trung tâm thương mại Sky đó. Hèn gì. Nhưng mà cái cậu đó đến đây hỏi cưới Thủy hay là Vi vậy mẹ? Trời ơi cái con này, hồi nãy giờ mẹ nói con không nghe không hiểu gì sao? Ủa sao kỳ vậy? Lúc trước cậu đó chia tay với Vi rồi vì vụ đó mà còn đi du học nữa mà, sao bây giờ lại đòi cưới Thủy chứ? Thank you.
Cái người mà em dắt về nói là sẽ lấy làm chồng là con trai của ông chủ tịch trung tâm thương mại Sky hả? Người đó gia đình cũng danh giá, nghe đâu lại còn đi du học nước ngoài về nữa đó. Nhưng sao lại là đám cưới với em chứ? Tóm lại là chị muốn cái gì? Đâu có gì. Tại chị thấy chuyện hai người quen nhau coi bộ cũng ly kỳ hấp dẫn quá mà. Nè, bây giờ em đang bực bội lắm, chị đừng nghĩ tới chuyện chọc tức em nghe. Cái chuyện con Thủy nó đưa con trai ông Cường chủ tịch về nhà mình để nói chuyện cưới xin, tôi cũng bất ngờ thiệt. Nhưng mà cái thái độ của ông làm tôi bất ngờ hơn đó. Ông à, được đứa con rể như con trai của ông Cường chủ tịch, đáng lẽ ông phải vỗ tay sung sướng lắm chứ, sao tự nhiên mà nhảy dựng lên vậy? Tại sao tôi lại phải vỗ tay sung sướng với con trai của thứ người đó? Thứ người đó là sao? Ông bà chủ tịch hồi xưa giờ đối đãi với mình rất tốt. Hay là còn cái chuyện gì mà tôi không biết nữa? Tóm lại không đời nào tôi cho con Thủy làm dâu nhà đó đâu. Trời ơi, ông bà chủ tịch á mà biết cái thái độ ông nhảy dựng lên như vậy á, chắc là họ ngạc nhiên lắm á. Ông ơi, coi lại đi, gia đình mình nghèo quá mà ông. Bà im đi. Còn Khanh đâu? Anh không có trong phòng đâu. Không có trong phòng là sao? Con nghe cô giúp việc nói á, là anh đã đi làm sớm rồi. Nghe nói anh đi làm mà không ăn sáng phải không? Coi vậy ngoài em gái ra không ai lo cho mình hết ha. Không phải thấy anh đẹp đẽ mà mang đồ ăn cho đâu. Nếu mà anh không thấy mẹ ngất xỉu á thì hãy suy nghĩ lại đi. Con nhỏ nó không có được đâu. Thôi, nói đến đó đủ rồi. Dạo này nhìn anh làm cái gì cũng thấy ghét hết á. Anh đang làm gì đó? Còn đau lưng mà bưng mấy cái này, lỡ mà xảy ra chuyện gì tính sao đây? Anh cứ để đó đi. Để đó thì ai làm? Chỉ cần bưng mấy cái thùng này vô là được chứ gì? Đúng rồi. Bà con gái sao khỏe dữ vậy trời. Nghe nói ông chủ tiệm trái cây bị anh làm bị thương phải không? Chuyện đó đâu phải tại em, tại ông chủ tiệm sửa xe gắn máy. Khỏi nhìn cũng biết, chắc đây là tác phẩm chung của hai người chứ gì. Chà, bị đau như vậy rồi làm sao mà khiêng dắt cái thùng trái cây đây? Rồi tính sao đây? Chuyện đó anh khỏi lo cũng được. Hiền nó bưng cái một mà. Bà Hiền hả? Chứ sao, bà bây giờ hả kim luôn chuyện bán hàng ở cửa hàng bán trái cây á. Ai mà không biết hả, nhìn vô tưởng hai người đó là vợ chồng không à. Không dám đâu. Bà Hiền hả, bà ghét cái ông bán trái cây là còn hơn là cái gì nữa đó. Không dám đâu, hai người đó hợp nhau lắm á. Thôi đi, trưa nay bưng tôi phải qua bển xin lỗi người ta giùm tôi một cái. Tóm lại là đi đâu cũng gây chuyện mà.
Chào chị. Bà, chị có thể dành cho tôi một chút thời gian được không? Tôi có nghe nói hôm qua thằng Khanh nhà tôi có ghé qua bên chị. Tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa. Không hiểu sao mà con gái tôi với cậu con trai của bà lại... Tôi nói thiệt, tôi rất là quý chị. Nhưng mà chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ thì không thể nào tôi chấp nhận được. Tôi nói như vậy, chị có buồn thì tôi cũng không còn cách nào khác. Dạ, buồn là sao? Dạ đương nhiên rồi. Làm sao mà có chuyện đó được? Làm sao mà có thể có cái đám cưới đó? Nếu mà tôi là bà thì tôi cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Đương nhiên rồi. Chị nghĩ được như vậy, tôi cũng mừng lắm. Cảm ơn chị. Tôi tới hôm nay là để nhờ chị việc này. Chị làm ơn về khuyên con chị nghĩ lại giùm tôi nha. Dạ, bà đừng lo. Con gái tôi, để tôi lo mà. Thủy à, tất cả cũng là vì con thôi. Làm dâu ở một ngôi nhà mà người ta khác xa với mình quá thì có gì tốt đẹp đâu con. Bác không thể nhìn thấy con làm dâu nhà người ta mà bị người ta khi dễ. Thôi, con bỏ ý định đó đi. Ai khi dễ con? Nhà bên đó không ai khi dễ con hết á. Nhưng mà Thủy à, cưới hỏi là việc giữa những người ta ngang tầm phải lứa với nhau, môn đăng hộ đối với nhau. Chứ thế này thì... Thôi con. Làm gì có chuyện đó ba. Nói như ba, thì con phải tìm hiểu, phải yêu và cưới một người có hoàn cảnh giống gia đình mình sao? Nghĩ tới chuyện đó thôi là con đã ngán ngẩm lắm rồi. Ba, anh Khanh là con của ông chủ tập đoàn Sky. Chỉ cần lấy anh Khanh làm chồng là con sẽ lo cho ba mẹ tốt hơn mà. Thì im đi. Thiệt tình con không hiểu nổi, tại sao ba lại cấm không cho con làm đám cưới với anh Khanh nữa. Ba, con thiệt tình bây giờ con rất muốn làm đám cưới với anh Khanh mà ba. Con không có được một công việc làm ổn định như chị Vi. Không có được một điều kiện tốt nha chị Vi. Hiện tại bây giờ con không có cái gì hết á. Ước mơ của con là được gặp một người và lấy một người như anh Khanh làm chồng. Bây giờ mơ ước đó của con sắp thành hiện thực rồi ba ơi. Mà tại sao ba lại cản con? Gia đình anh Khanh cũng đang phản đối chuyện của tụi con nữa. Mà ba mẹ cũng cản con nữa. Ơi, từ hồi nhỏ tới bây giờ con xin ba cái gì ba cũng cho con hết mà. Những lúc chị Vi xin ba còn cản ba không cho chị Vi. Nhưng con xin ba cái gì ba cũng cho con hết mà ba. Tại sao lần này ba không chịu có một lần thôi ba? Ba đồng ý cho con lấy anh Khanh đi ba. Con năn nỉ ba mà. Ba ơi, không có anh Khanh con sống không nổi đâu ba ơi. Ba, thank you.
có khi cái số dai dẳng của mình với ông Cường đã được định trước như một định mệnh rồi cũng không biết chừng. Kể từ lúc con Vi nó xuất hiện trước mặt mình. Thôi, thì thay ăn cơm đi. Đau lưng mà còn nấu chuẩn bị cơm nữa hả? Anh cứ ăn trước đi, tôi tự lo. Thôi, qua ăn đi. Tôi chuẩn bị hai phần lận đó. Tôi đã nói là được rồi mà. Tôi nói Hiền không thử nghe liền một lần được hả? Thiệt tình à, bầu không khí đang ấm cúng như vậy tự nhiên tôi vô tôi phá đám, đúng là vô ý vô tứ. Thôi hai đứa ăn đi nha, tự nhiên nha, chị đi à. Đi mà đi vậy, chưa ăn cơm á, vô đi ăn luôn đi. Ăn cái gì mà ăn, bao nhiêu đó là chị hiểu ý rồi. Thôi chúc hai đứa vui vẻ nha, chị đi à. Nha, sao không lên tiếng nói là không phải muốn ngồi ăn không vậy? Khi tôi đang ăn là tôi chẳng có làm được gì khác hết á. Có chuyện gì vậy tổ trưởng? Tôi nghe nói ngày hôm qua cậu với ông chủ tịch đi gặp đại diện công ty Hàn Quốc đúng không? Dạ, chuyện đó. Ủa, sao tôi là tổ trưởng mà lại không có tôi? Dạ, em xin lỗi. Lẽ ra em phải báo cáo với anh trước. Nhưng mà thật sự thì em cũng hơi bất ngờ khi được mời tham dự thôi. Có gì đâu mà phải xin lỗi cậu Trường. Vậy cậu có bàn bạc công việc với đối tác Hàn Quốc không? Dạ có. Phía Hàn Quốc họ đã đưa mùi vị của phở ra để làm điều kiện hợp tác với mình. Mùi vị à? Dạ. Nếu như mùi vị của phở ngon thì họ sẽ cung cấp kỹ thuật làm lạnh cấp tốc cho mình bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu như mùi vị của phở không ngon thì họ sẽ không cung cấp kỹ thuật cho mình. Đúng là thắng bại của dự án này là ở chỗ tạo ra vị của nước phở như thế nào. Châu, uống cà phê không? Được thôi. Chuyện của Khanh, nói là sẽ cưới em gái Vi. Chắc là ông chủ tịch sẽ phản đối. Rất nhiều là đằng khác. Trong tỷ lệ các thực phẩm ăn liền, loại mì hiện nay là tăng cao nhất. Điều đó cho thấy thói quen ăn uống của người trong nước đang thay đổi. Ừ, nếu phở mình làm ra ngon thì mình có thể chiếm lĩnh thị trường này đó. Vì nghe nói kỹ thuật sản xuất phở lần này có sự hợp tác với công ty nước ngoài. Vậy là sao hả? Tin đồn lẻ quá ta. Đúng ra là ở công ty mình có kế hoạch tự nghiên cứu ra kỹ thuật sản xuất. Nhưng mà làm như vậy thì tốn thời gian lắm, cho nên mình mới chuyển hướng qua hợp tác với công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài? Vậy là công ty nào hả? À, đó là công ty... Cậu bộ đây là bí mật rồi, không nói với Vi cũng không sao mà. Ê, không sao không sao. Dù sao thì Vi cũng ở cùng một nhóm mà. Trước sau gì thì Vi cũng biết thôi đúng không? Công ty liên kết kỹ thuật với mình, đó là công ty thực phẩm CG của Hàn Quốc. Nghe nói nếu sản xuất phở với kỹ thuật làm lạnh cấp tốc mà công ty đó đang có thì hương vị của phở hầu như là được giữ nguyên.
Mà nè, đây vẫn còn là bí mật của công ty, cho nên là Huy đừng có nói cho ai biết nha. Đừng lo mà. Đây là một khách Hàn Quốc thường đến chỗ chú Hoàng ăn phở. Ba vô được không? Ba có uống chút rượu rồi. Ba vô đi. Con Thủy nó nói nó định làm đám cưới với con trai ông chủ tịch Cường. Dạ, con biết rồi. Con nghĩ thế nào? Ba muốn hỏi đám cưới hai đứa nó. Mặc dù không hiểu sao mà con trai ông Cường lại đòi cưới con Thủy, nhưng con Thủy về làm dâu nhà đó là không được. Ba, bây giờ đã đến lúc rồi đó. Ba kể hết mọi chuyện cho con nghe đi. Chuyện ông Cường và mối quan hệ với ông ta. Được, ba sẽ kể. Mọi chuyện rắc rối từ khi con bước chân vào nhà ba. 24 năm trước, có một người phụ nữ định tự tử ngoài bờ biển, được mẹ con cứu. Rồi sau đó ít ngày, có một người đàn ông đến nói với ba là có một người phụ nữ vừa mới sanh con nhờ ba nuôi giúp. Tất nhiên là ông ta cho ba rất nhiều tiền, nhưng mà ba không thể ngờ là đứa con đó lại là con của người phụ nữ định tự tử kia. Đó ít ngày, có một người đàn ông đến nói với ba là có một người phụ nữ vừa mới sanh con nhờ ba nuôi giúp. Tất nhiên là ông ta cho ba rất nhiều tiền, nhưng mà ba không thể ngờ là đứa con đó lại là con của người phụ nữ định tự tử kia. Ba vì tham tiền mà đã nuôi con, cái người giao con lại rồi đi đó. Đã hứa là nếu ba nuôi con cho tới lớn đàng hoàng thì sẽ còn cho ba nhiều tiền nữa, nên ba đã viết cả giấy cam kết. Bởi vậy ba đã nuôi con, tuy con không phải là con của ba, để nhận được số tiền đó, với ý định ráng chịu cho tới khi con 20 tuổi thì thôi. Tới khi tốt nghiệp cấp 2, con lại biết được bí mật về sự ra đời của mình. Con đã bỏ nhà đi đầu ngõ. Chuyện xảy ra thì ba không thể nhận được thêm tiền nữa, nên đã bằng mọi cách ba đi tìm con về để trả mọi thứ lại điểm ban đầu. Bởi vậy ba đã đi tìm con khắp nơi như một thằng khùng. Rồi tình cờ ba tìm thấy con ở thành phố này. Ba vui mừng muốn nhảy lên được, vì nghĩ mình sẽ lại nhận được tiền nữa. Bởi vậy ba đã báo cho ba đẻ của con biết là đã tìm được con. Thế nhưng con người đó đã tìm ra con trước ba và thông báo một chiều rằng coi như sẽ không có bản cam kết đó nữa. Ba đã không thể chịu đựng nổi. Bởi vậy ba đã tính ngay cả phải uy hiếp
để cho cả thế giới này biết sự tồn tại của con, mà cũng là để đạt được phần tiền của mình. Thế vậy lập tức con người đó đã ngụy trang ra một tai nạn để định giết ba. Ông Cường, ông đã tính giết ba. Rõ ràng đó là việc ông ta đã làm. Tôi chừng tỉnh lại, ba đã quá hoảng sợ. Ba sợ là ông ta biết ba còn sống thì ông ta sẽ thêm một lần nữa giết ba. Cho đó ba phải giả bộ là mất trí nhớ vì bị sốc do tai nạn. Ba đã giả bộ không biết hết bí mật về con nữa. Vậy ra lúc đó ba không bị mất trí nhớ sao ba? Lúc đó thì ba đã nhận ra sự thật là không thể đối đầu được với con người đó. Bởi vì ba đã quyết tâm cho con biết toàn bộ sự thật. Chuyện để con thấy cuốn nhật ký của má đẻ con và biết ba đẻ con là ông Cường, tất cả đều là kế hoạch của ba. Ba tưởng là lúc con biết sự thật, con là con của ruột con Cường, thì lúc đó mọi sự sẽ đảo lộn. Nhưng tuy con biết hết sự thật, nhưng con vẫn giả vờ như không biết. Cho đến tận bây giờ, tốt nghiệp xong đại học bằng học bổng của ông Cường và đang làm việc tại công ty của ông Cường, con đã tha thứ cho ông ta rồi phải không? Ba nghĩ là con sẽ trả thù ông Cường. Cảm ơn ba, vì ba đã kể cho con nghe hết sự thật. Chuyện vẫn chưa hết đâu. Chuyện thằng Hùng biến mất chắc có liên quan tới ông Cường. Không sai, không sai được. Tại sao ba lại nghĩ như vậy? Ba có bằng cớ gì không? Thằng Hùng ngay trước khi nó biến mất, nó đã biết được tất cả quan hệ của ông Cường và con, và cả sự thật về ông Cường định giết ba nữa kìa. Bởi vậy nó đòi đi báo công an, nhưng ba đã ngăn lại. Ngay sau đó tự nhiên thằng Hùng biết mất. Xét lại mô tình, ba thấy rõ ràng là tay Cường nó có liên quan đến cái chuyện thằng Hùng biết mất được. Tên này là có thể làm được hết mọi chuyện dư sức. Lúc thằng Hùng nó biến mất, ba đã từ bỏ cả việc trả thù ông Cường, cả việc phẫn nộ với con. Con người đó không ai có thể đụng tới được. Thôi thì cứ nhận ít tiền để mà xài. Đừng nhìn ba bằng con mắt như vậy. Chắc là cái duyên nợ dai dẳng với tên Cường không dứt ra được đâu. Có lẽ ba phải cho con Thủy làm đám cưới thôi. Lẽ ra 24 năm trước, ba không nên nhận con về nhà mới phải. Ba, ba ngày xưa hơn ba bây giờ nhiều lắm. Ngày xưa lúc ba chửi mắng con, ba uy hiếp người đó để lấy tiền. Lúc đó ba đâu biết tên Cường là người như thế nào. Giờ thì ba có thể còn làm gì được nữa. Ba cảm ơn con vì con vẫn gọi ba là ba.
Ba về. Ba đi đâu rồi mẹ? Chắc là đi uống rượu rồi chứ gì. Thủy ơi, con ra ăn thịt nướng đi. Mẹ mua thịt nướng mà con thích nè. Dạ, để con kêu nó ra. Thôi để đó, để mẹ kêu cho. Nghe nói dạo này có nhiều người nhịn ăn để được giảm ký, con cũng tính vậy hả? Con tưởng con làm vậy là ba mẹ sợ con á hả? Vô ích thôi, cái đám cưới này không bao giờ thành đâu. Thôi thì mẹ cứ cho tụi nó làm đám cưới đi mẹ. Con nghĩ là ba mẹ cho phép thì cái đám cưới này thành chắc. Con biết là nhà người ta như thế nào không, người ta thèm làm xu gia với nhà mình. Dạ thưa ba mới về. Ba tình nướng nha ba. Còn con Thủy đâu? Dạ cả ngày nay nó không ăn gì, chỉ nằm trong phòng thôi à. Nó làm vậy rồi nó tưởng cái đám cưới trong mơ của nó sẽ thành sự thật chắc. Ba đã nghĩ là con sẽ trả thù Tinh Cường. Lúc thằng Hùng biến mất, ba đã từ bỏ tất cả, cả việc trả thù Tinh Cường, cả sự phẫn nộ vì con. Ba đã từ bỏ tất cả. Con người đó là con người không ai có thể đụng tới được đâu. Nhà mình vẫn cứ tiếp tục nằm, cứ như vậy hoài á, lỡ nhưng mà có chuyện gì tính sao đây? Nói nó muốn làm gì thì làm, muốn chết thì sống được tự ý mà làm. Bộ kê người ta chết là người ta sợ chứ. Chào buổi sáng. Cà phê một chút đi. Cô Vi, có chuyện gì mà cô làm phiền người ta quá vậy? Khanh đừng lấy bé Thủy ra làm trò đùa nữa. Trò đùa? Không phải sao? Khanh có yêu bé Thủy không?
hôn nhân đâu cần chỉ có tình yêu là được. Mặc dù Vi không biết ý định của Khanh cưới Thủy để làm gì, nhưng rõ ràng cuộc hôn nhân này sẽ bất hạnh cho cả hai. Làm sao Vi biết? Làm sao Vi biết cuộc hôn nhân này sẽ là bất hạnh hay là hạnh phúc? Khanh không yêu Thủy, nhưng Khanh cần Thủy. Không phải như vậy là được rồi sao? À, tôi bụng quá. Chữ này chắc chết thiệt. Dậy đi, chị có nấu cháo cho em ăn nè. Không muốn ăn đâu, chị bưng đi luôn đi. Chỉ vì một người con trai mà em tính dịnh đói cho đến chết hả? Em không còn sức để nói nữa đâu. Ơn đừng có bắt em nói nữa. Thủy à, có chuyện này chị rất là băn khoăn, không biết là có nên nói ra với em hay không. Nhưng thấy em cứ như vậy hoài á, chắc là chị phải nói ra thôi. Bây giờ em có muốn nghe chuyện gì nữa hết á, chị làm ơn đi ra ngoài giùm đi. Cho dù em có muốn hay không thì chị cũng phải nói ra. Vì đó là chuyện có liên quan đến con trai của ông giám đốc trung tâm thương mại Sky. Thủy à, em có biết người mà em dắt về nói là sẽ lấy làm chồng lúc trước một thời là người yêu của Vi nhà mình hay không? Người yêu là sao? Đúng là em không biết thiệt hả? Hai người họ đã yêu nhau từ hồi còn học phổ thông lận, mà còn yêu nhau say đắm nữa. Lúc đó con trai của ông giám đốc thích Vi nhiều hơn là Vi thích nó. Bởi vậy cho nên cậu ta đã tìm mọi cách để đỡ bên cạnh bé Vi. Cậu ta còn xin vào làm ở tiệm phở cho bé Vi làm nữa đó. Em không biết sao? Rồi sau đó tự nhiên Vi đòi chia tay, Khanh bị sốc rồi mới chấp nhận đi du học ở nước ngoài đó. Chuyện chị mới kể là thật hết hả? Ừ, nếu mà em không tin thì cứ trực tiếp hỏi hai người họ đi. Làm sao một người đã từng yêu Vi tới mức như vậy mà lần này lại nói là sẽ cưới em, là em của Vi được chứ? Chị thấy coi bộ cảnh trạng này không phải là một người tốt đâu. Em không tin chuyện chị kể đâu. Chị đã nói, em cứ đi hỏi họ đi mà. Dạ, cảm ơn chị. Mẹ. Sao con? Thủy nó có ăn chút gì chưa? Dạ chưa. Nhưng mà bây giờ nó sắp tỉnh lại rồi. Tỉnh lại là sao? Con đã kể cho nó nghe một câu chuyện. Nghe xong chắc nó sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì quan trọng muốn nói à? Anh hãy trả lời thiệt cho em biết những câu mà em sẽ hỏi bây giờ nha. Bởi vì em muốn biết sự thật. Nói thử coi. Có thiệt hồi học cấp 3 anh với chị Vi yêu nhau không? Làm tưởng có chuyện gì. Mà có thiệt không anh? Anh nói thiệt em sẽ không buồn chứ? Dạ. Bởi vậy anh cứ nói thiệt cho em nghe đi. Anh thấy tội nghiệp Vi, vừa đi học vừa đi làm, cho nên lúc đó anh muốn giúp Vi. Nghe nói anh thích chị Vi nhiều lắm phải không? Nói thương hại thì đúng hơn là thích,
Vì lúc đó ai nhìn thấy Vi mà chả muốn giúp, đúng không em? Chỉ có vậy thôi à? Thương hại. Ừ, đó chỉ là thương hại thôi. Dù anh không biết ai đã nói chuyện đó với em, nhưng anh nghĩ người ta muốn phá anh và em, cho nên em đừng tin. Bây giờ em hãy tin những gì anh nói và những chuyện anh làm. Em rõ chưa? Anh hỏi em đã rõ chưa? Dạ. Ba mẹ em sao rồi? Vẫn không hài lòng gì anh hả? Thật ra em đang tuyệt thực đấu tranh để ba mẹ đồng ý cho tụi mình cưới nhau. Dạ không có gì đâu. Để được có anh á thì em làm vậy cũng không có sao đâu. Đừng lo, dù cho ba mẹ hai bên không đồng ý, tụi mình vẫn sẽ làm đám cưới với nhau. Thì không anh? Dạ em biết rồi, em biết rồi. Tụi mình sẽ tự làm đám cưới. Đúng là anh Khanh có khác. Anh Khanh vì chị Vi mà không sống nổi hả? Thực ra người ta chỉ thương hại thôi, vậy mà còn bày đặt nói xạo mình. Đói bụng quá. Cái này ai làm vậy? Nếu mà không biết xài vi tính ấy thì cứ nói thiệt ra, chứ ngồi một mình rồi nhảm như thế kỳ lắm ấy. Sao tôi không biết xài máy vi tính chứ? Tôi lên kế hoạch kinh doanh rồi đấy, Hiền coi thử xem có cần bổ sung sửa chữa gì không. Chắc là mấy hôm nay đọc sách cũng biết sơ sơ rồi đúng không? Hồi nãy anh nói là cái này anh làm thiệt hả? Ủa, tôi chưa nói với Hiền là tôi cũng dành vi tính lắm hả? Mày đặt lên mặt. Đây nè, đây là kế hoạch kinh doanh cụ thể, cho nên là Hiền phải hết sức đặc biệt chú ý, hiểu không? Alo, em Vi nè, bán đắt không chị? Thì ngày nào cũng vậy mà. Ai, em hỏi mấy ông khách Hàn Quốc á hả? Ừ, thì dạo này cũng hay ghé lắm, mấy bữa trước mới ghé kìa. Nhưng mà em hỏi có chuyện gì không? Tự nhiên cái em nhớ tới ổng thôi. Dạ, em biết rồi, bữa nào em ghé tiệm nha chị. Dạ. Dạ. Em đang lên ý tưởng thiết kế á hả? Nè, em làm lẹ lẹ đi nha. Tại vì á, khi nào công việc kinh doanh của em chính thức bắt đầu á thì anh mới làm được cái công ty giao nhận bằng xe gắn máy được á. Người ta không thiết kế được đi nè. Anh làm ơn im lặng giùm em chút được không?
tánh cố chấp trời sinh mà. Trời ơi, mà cái kiểu này chắc nó bệnh quá. Nó vẫn nằm im, không chịu ăn uống gì hết á. Ông tính sao đây? Con Thủy nó nghe lời ông mà. Hay là cho nó cưới? Thôi đi, làm sao mà cưới được? Ông ơi, tôi với ông không thể làm chuyện đó được. Mà đằng nào thì con Thủy với con trai ông chủ tịch, cái đám cưới đó không có thành đâu. Bà chủ tịch, bà nói với tôi rồi. Bà gặp bà rồi? Bà ra ngoài chợ á, rồi bà nói với tôi là chắc chắn cái đám cưới này không thể thành được. Bà còn biểu tôi là phải thuyết phục con Thủy nữa. Anh à, mấy bữa trước á, em có tới gặp mẹ của Vi và nói là mình không đồng ý đám cưới này rồi. Nhưng mà hình như mẹ của Vi cũng biết là cái đám cưới này không thể được rồi anh à. Nhưng mà em lo quá, em sợ thằng Khanh nó cứng đầu, nhất quyết đòi cưới cho bằng được chứ. Con à, con đã suy nghĩ lại chưa? Dạ. Giỏi lắm. Đằng nào thì chuyện đó cũng không được. Con dứt khoát như vậy. Con tính sẽ làm đám cưới trong tháng này. Con nói suy nghĩ lại mà như vậy hả? Con bỏ mặc ba mẹ mà cưới vợ theo ý của con sao? Ba mẹ không cho phép, con cũng sẽ cưới Thủy làm vợ. Mình ơi, bà nhà bị sốc đột ngột nên ngất xỉu, để bà nghỉ ngơi sẽ lại sức thôi. Tinh thần và thể chất của bà hiện nay rất yếu, ở nhà phải tạo điều kiện cho bà nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ, mẹ có sao không ba? Mẹ con vừa ngủ thiếp đi được một lúc. Sao mẹ xỉu vậy ba? Em biết ngay mà, em đã nói rồi, nếu không muốn mẹ xỉu thì anh hãy suy nghĩ lại đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, em không có để cho anh yên đâu. Ông ơi, tôi cũng muốn nhắm mắt lại, cho con Thủy nó đi lấy chồng cho rồi. Nhưng mà không đâu.
Nhưng có khi nào cứ vậy hoài, riết rồi con Thủy nó chết không ông? Tôi sợ quá. Mẹ dậy rồi hả? Con đi làm hả? Dạ. Còn thằng Khanh đâu? Ừ, ảnh đi làm từ sáng rồi. Hôm qua thấy mẹ xỉu, ảnh rất là lo. Ừ, chắc là ảnh không cưới Thủy đâu mẹ. Được vậy thì tốt quá. Chủ tịch, có điện thoại của ông tên là Mạnh. Alo, tôi Cường đây. Tôi có chuyện nhất định phải nói với ông. Xin ông bỏ cho tôi chút thời gian. Con gái tôi nó đòi lấy chồng, rồi nó dẫn cậu Khanh có trai âm đến nhà. Chắc ông biết rồi chứ ạ. Tôi xin đồng cho hai đứa nó cưới nhau. Không đời nào hai đứa nó không bao giờ được lấy nhau. Đương nhiên tôi biết. Biết là con gái tôi với cậu Khanh là không có xứng với nhau, nhưng mà tụi nó muốn cưới nhau. Tôi xin đông cho con tôi là con dâu nhà ông. Tôi xin quỳ xuống đây lại ông. Ông hãy cho hai đứa nó lấy nhau. Nếu được như thế không bao giờ tôi quên cái ân huệ này. Ông muốn tôi làm gì tôi sẽ làm hết. Ông biểu tôi đừng nói gì, đừng bẻ tét. Tôi xin ngẫm vị cho tới chết. Tôi xin đồng, tôi gian ông. Ông hãy cho con Thủy tôi được làm dâu nhà ông. Dạ, Khanh phòng kế hoạch dự án nghe đây. Ba. Khanh này, con có tự tin không? Ba muốn hỏi là con có tự tin về cưới con bé Thủy đó và sống hạnh phúc không? Dù ba không biết là hai đứa gặp nhau và đi đến hôn nhân như thế nào, nhưng ba đang tính thử tin con một lần này. Vậy ba đồng ý cho con làm đám cưới à? Ừ. Nếu con muốn như vậy thì ba sẽ cho phép. Thiệt là ngoài sức tưởng tượng của con không nghĩ là ba sẽ cho phép con làm đám cưới. Nhưng có điều con phải hứa là không được làm ba mẹ thất vọng.
Và một điều nữa, con đừng mong gia đình chúc mừng con, vì ở hoàn cảnh của mẹ con và em Phương sẽ khó mà chấp nhận cuộc hôn nhân như thế này. Nhưng dù sao thì con xin cảm ơn ba. Má con thì cứ để ba thuyết phục, con cứ biết như vậy. Còn bây giờ con có thể đi ra ngoài được rồi. Lãng nhấp vậy ta. Vậy là tốt rồi. Nhìn con Thủy nó sống giàu sang như vậy là mình cũng vui. Dạo này ba thấy mẹ không vui nên là mời mẹ con mình đi ăn cho mẹ vui đó, đúng không ba? Đúng rồi, ngoài ba ra không ai lo cho mẹ nhiều dữ vậy đó. Ba có chuyện quan trọng muốn bàn với hai mẹ con. Cả nhà mình nên đồng ý cho Khanh cưới vợ đi. Ba vừa nói cái gì? Ba nói là gia đình mình nên tán thành việc Khanh cưới vợ. Tất cả cũng vì thằng Khanh thôi. Nếu mình cho phép, anh nghĩ thằng Khanh sẽ thay đổi. Nhưng tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ? Mình à, cho phép tụi đó đi. Thử tin thằng Khanh một lần xem sao. Em tin thằng Khanh. Nhưng mà với con bé đó thì không thể. Em không thể nào bằng lòng con bé đó được. Thì cứ để con bé về nhà, rồi em dạy bảo thêm cho nó. Anh nghĩ là nó sẽ đổi khác đó. Cho phép con đi mình. Anh bày trò gì thuyết phục ba mà ba lại quyết định như vậy chứ? Hình như là anh đâu có làm gì đâu. Anh sướng thiệt đó, được ba cho phép lấy vợ. Thiệt ra anh cũng đang bất ngờ về sự đồng ý của ba cho anh lấy vợ. Cứ cho là hai người lấy nhau đi, nhưng mà em nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ đối xử con nhỏ đó như là chị dâu đâu. Anh nhớ lấy đó. Anh à, em thì không chịu nổi con bé đó vô nhà làm con dâu của em đâu. Anh hiểu ý mình, nhưng dù không cho phép
thì hai đứa chúng nó cũng sẽ lấy nhau. Nếu vậy mình sẽ mất thằng Khanh. Chi bằng cứ nhận nó làm con dâu, rồi từ từ dạy dỗ nó, không hay hơn chuyện mình để mất thằng Khanh sao? Mặc dù cách này mình không được ưng ý lắm, Nhưng có thật là nếu như mình cho thằng Khanh cưới thì nó sẽ thay đổi không anh? Dạ, dạ bà đừng lo, gia đình tôi cũng sẽ khuyên con gái tôi từ bỏ ý định đó. Chị có nhớ lúc đầu tôi với chị gặp nhau không? Sao tự nhiên bà lại nhắc tới chuyện đó? Tôi thấy duyên số con người ta thật là tức cười, mà cũng thật đáng sợ. Lúc đó thì tôi không nghĩ rằng có một ngày như ngày hôm nay chẳng hạn, tôi và chị ngồi đây lại có thể nói với nhau những chuyện như vậy nữa. Bà đừng lo, tôi sẽ nói con gái tôi từ bỏ ý định đó. Không chị ạ, à, ý tôi muốn nói là tôi và chị cho hai đứa nhỏ làm đám cưới đi. Bà định nói là bà sẽ nhận con gái tôi làm con dâu bà? Chị cứ cho nó về nhà tôi sống chung với gia đình tôi, rồi lúc đó tôi sẽ dạy thêm cho nó cái này cái kia. À, chắc là chị không cần phải chuẩn bị thêm cái gì đâu. Thưa bà, bên nhà tôi sẽ lo hết, nhưng là đám cưới mà, chắc là chị phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Đây, tôi phụ thêm với chị. Dạ, thưa, tôi có mà. Chị đừng có như vậy, cứ nhận đi, nhận đi cho tôi vui. Không lẽ mẹ chồng lại không thể cho con dâu được như vậy sao? Nhận đi. Cháu Thủy nếu mà giống cháu Vi thì chắc là sẽ rất giỏi. Dạ, con út nhà tôi thì tánh tình nó rất khác với bé Vi. Không biết sao mà tôi cảm thấy tôi có lỗi với bà quá à. Chị đừng có như vậy mà. Trước sau gì thì tôi với chị cũng sẽ trở thành xui gia thôi. Kỹ nhớ Thủy á nè. Bà nói cho hai đứa cưới nhau. Thiệt hả mẹ? Như vậy là mẹ đã trở thành xu gia của cái nhà bên tập đoàn Sky đó rồi. Xu gia cái gì? Mẹ còn không tin nổi là bà đồng ý cho con Thủy về nhà đó làm dâu nữa. Bởi vậy người ta mới nói không có cha mẹ nào mà có thể thắng nổi con cái hết. Chắc là tại con đòi quá cho nên mới phải đồng ý chứ gì. Thủy nhà mình đúng là vớ được cục vàng rồi. Alo. Anh nói gì? Ba mẹ anh đồng ý cho cưới rồi hả? Yeah! Ba. Ba mẹ anh Khanh đồng ý cho tụi con cưới nhau rồi. Ba mẹ cũng đồng ý nghe ba. Thì bên đó người ta đề nghị cưới thì mình phải cưới thôi. Ba.
Ba, con mà làm con dâu nhà tập đoàn Sky á là con sẽ ra cho ba má sung sướng suốt đời luôn. Cảm ơn. Không chừng con cho ba nguyên căn lầu ở trên đó luôn. Gì càng tốt. Quá tốt. Ăn từ từ thôi. Alo. Mẹ hả? Mẹ nói sao? Con Thủy nó quyết định đi lấy chồng rồi. Lấy con trai ông Cường chủ tịch con à. Cái này là cái gì vậy? Đơn xin nghỉ việc. Sao đột ngột vậy? Cô Vi có chuyện gì hả? Thật ra em đã có ý định nghỉ việc lâu rồi. Nhưng mà làm như vậy là hơi quá sớm. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em thời gian qua. Làm cái gì mà kêu dữ vậy? Chắc tưởng mình giỏi lắm rồi chắc. Thì người ta có cơ sở cho nên mới như vậy, có đúng không Trường? Tại sao tự nhiên Vi lại làm vậy? Không tự nhiên đâu, Vi chỉ muốn nghỉ việc theo kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu gì? Hay là tại Khanh? Vì chỉ muốn thử công việc mới. Chỉ có như vậy thôi. Vì đi nha. Nếu gặp nhau ngoài đường đừng có làm lơ đó. Cái gì? Anh nói cô Vi nộp đơn xin nghỉ việc đúng không? Anh nói lại coi. Dạ. Tôi nghĩ vậy cũng tốt à. Nếu nhận xét tóm gọn một câu, cô này chỉ là một nhân viên đã không lễ phép mà cũng chẳng giỏi giang gì. Anh đi ra đi. Dạ. Nè, tìm mọi cách giữ cô ấy lại. Xin nghỉ việc. Có chuyện gì vậy? Chuyện đó Mai cũng đâu có biết. Mà nghe nói nó mới nộp đơn xin nghỉ việc rồi đi luôn mất tiêu rồi. Mà sao kỳ quá vậy? Đang làm ở chỗ ngon như vậy mà nghỉ việc chứ ta. Phương cũng hiểu sơ sơ là tại sao Vi lại nghỉ việc ở công ty rồi. Sao vậy? Vì anh Khanh làm đám cưới với em nhỏ Vi đó. Cái gì? Anh Khanh làm đám cưới với em của Vi hả?
Trời, sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Phương nói gì mà kỳ cục vậy? Vậy mà chuyện vô lý đó đang xảy ra trên thực tế đó. Trời ơi, không hiểu luôn. Rốt cuộc giống như mình đuổi Vi ra khỏi đây sao? Vậy thì còn gì thú vị bằng. Sao đang làm ở công ty tốt mình nghỉ việc vậy em? Em chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi. Nè, không phải là ở công ty đang có chuyện gì phải không? Dạ, không có gì đâu. Tạm thời bây giờ cháu chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cháu qua phụ tiệm phở có được không? Ở đây thì tốt rồi. Nhưng mà chị nghe nói em đang đi làm ở một công ty đàng hoàng, tự nhiên lại nghỉ ngang. Chị thấy lo quá à. Chị đừng có lo. Tại em muốn làm việc riêng của em nên em mới nghỉ việc ở công ty. Việc gì vậy? Để từ từ rồi em sẽ kể nha. Mai xong rồi thấy còn đẹp hơn nữa. Trước tiên phải treo lên để coi phản ứng khách hàng ra làm sao. Chà, mọi việc cuối cùng cũng đã xong xuôi. Như vậy là mình cũng bắt đầu kinh doanh được rồi. Trời ơi, áo đẹp quá, chắc chắn là kỳ này em sẽ bán đắt hàng lắm đó. Thiệt không anh? Thiệt. Mà nè, còn việc kinh doanh của anh chừng nào bắt đầu hả? Anh chờ đi, để em coi phản ứng khách hàng sao đã. Lúc đó em sẽ cho sản xuất một số lượng lớn luôn. Chờ nữa hả? Ủa, anh tưởng kinh doanh là vẫn chơi hả? Phải chuẩn bị từng chút một. Phải thật là hoàn hảo mới bắt đầu được, biết không? Anh biết rồi. Nè. Ủa? Ủa con ở công ty ra đi chơi hả? Dạ. Con nghỉ việc. Nghỉ hả? Hôm nay con làm đơn xin nghỉ việc. Nộp xong đơn là con ra đây với mẹ. Con tính nghỉ luôn. Ủa sao vậy? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì à, thiệt ra đó, con có làm cái gì mẹ cũng cảm thấy lo lắm. Mẹ lo là chỉ lo cho con Thủy thôi. Sao mẹ lại lo cho bé Thủy? Em đã được như vậy là tốt đó mẹ. Mẹ cũng biết là tốt hay là không tốt. Mẹ chỉ thấy lo thôi con à. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có lo nữa. Em sẽ tốt thôi mà. Đẹp quá vậy ta. Trời ơi, cái này còn đẹp hơn nữa. Mà cái nào bây giờ? Alo. Dạ, con chào bác. Có chuyện gì vậy bác? Bác muốn con đi chung với bác một chút. Ừ, con chuẩn bị đi nha. Rồi, lát gặp lại con. Giờ nó cũng sắp là người nhà của mình rồi. Mình cũng phải lo cho nó một chút chứ. Sao tự nhiên mẹ ảnh lại gọi cho mình ta?
Alo, anh Khanh hả? Vậy hả? Em cứ đi đi, chắc là có chuyện gì cho nên mẹ mới kêu em tới đó. Thôi ha, anh đang bận. Bộ dạo này anh bận tới mức đó sao ta? Mà sao tự nhiên mẹ ảnh lại đòi gặp mình? Ủa? Đâu phải là lúc ngồi ở đây? Mình phải đi rửa mặt cái đã. Bà kêu tôi đón con. Bà hả? Dạ, mời cô lên xe. Ủa, con Thủy là con dâu của tập đoàn Sky, tự nhiên mình thở dài vậy đâu có được, phải cười chứ. Thủy, con lại đây. Con lựa giường tủ bàn ghế ở đây đi. Giường tủ bàn ghế gì hả bác? Thì giường tủ bàn ghế ở phòng tân hôn của con đó. À, đồ để tụi con xài á hả? Nhưng mà nhất định là phải mua ở đây hả bác? Sao hả con? Tại con thấy đồ ở đây giống của bác quá, không có hợp với tụi con. Thực ra là tại vì con có đi coi đồ gỗ rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy mình tới chỗ của con đi. Dạ. Đi chút xíu nữa là tới rồi bác. Thủy, khỏe không? Lâu quá không gặp. Ê, nghe nói Thủy lấy chồng rồi hả? Lấy con trai của chủ tịch tập đoàn Sky phải không? Biết rồi hả? Trời ơi, tụi nó đang đồn ầm lên kia kìa. Tụi nó còn nói Thủy vớ được hũ vàng nữa. Đây là bạn của con đó bác. Ai vậy? Mẹ chồng tôi đó. Trời đất. Dạ con chào bác, con là bạn của Thủy. Ủa, đi đâu vậy? Đi mua đồ gỗ. Vậy thôi nha, mai mốt gặp lại. Mà nè, đám cưới của Thủy nhất định phải đi dự đó nghe. Dĩ nhiên rồi. Dạ con chào bác. Con nhỏ này nó bắt được của trời cho thiệt rồi. Ganh tị quá đi. Bác ăn đi bác. Ăn với con đi mà. Ủa, sao bác không ăn? Bác ăn đi. Trẻ ở đây nhìn vậy thôi chứ mà làm ngon lắm á. Vậy là bác không ăn chén chè này hả? Vậy con ăn chén của bác luôn nha. Chứ để bỏ uổng lắm.
Dạ cảm ơn chị. Con ơi, con phải ráng con cư xử cho đúng mực, đừng có để bà chủ tịch chê trách cái gì nghe con nha. Đương nhiên rồi, con là người để người khác chê trách được sao? Mẹ chồng con thương con lắm đó. Chưa cưới mà tự cứ mẹ chồng con, mẹ chồng con. Nói tỉnh bơ vậy mà nghe được hả con? Thì phải tập kêu bây giờ cho nó quen đi, mai mốt con không có bị ngượng miệng. Mà mẹ cũng đừng có kêu là bà chủ tịch nữa nghe, mẹ kêu là bà xui đi. Bà xui? Thì đương nhiên rồi, mẹ thấy con với anh Khanh cưới nhau mẹ cũng vui mà đúng không? Thôi đừng có nhiều chuyện nữa, ráng mà sống cho tốt đó con. Con đã biết rồi mà, mẹ cứ nói hoài kỳ quá. Ờ Thủy à, chị Vi con nói là nghỉ làm ở công ty rồi á. Sao vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Sao tự nhiên nghỉ vậy? Chị cứ làm ở đó đi, rồi mai mốt con chiếu cố cho chị phải tốt hơn không? Con nói không đúng hả? Bây giờ con là con dâu của tập đoàn Sky, ai dám động tới chị? Chị cứ tiếp tục làm ở đó đi, rồi từ từ con sẽ thăng chức cho chị, lên phó phòng, trưởng phòng, lên giám đốc luôn cho mẹ coi, lên dèo dèo luôn. Có chuyện gì vậy mẹ? À không, con có đang bận không? Bận tới đâu thì con cũng có thời gian uống với mẹ một ly nước mà. Mẹ mới đi đâu về hả? Mẹ tính đi đổi đồ gỗ trong phòng của thằng Khanh. Vậy là có đám cưới thiệt hả mẹ? Mẹ sao vậy? Mẹ nghĩ là đằng nào thì nó cũng là con dâu của mẹ, mẹ tính là sẽ cư xử tốt với nó một chút, nhưng mà cứ nhìn cái cách cư xử của nó là mẹ lại... Hồi nãy Thủy đi chung với mẹ phải không? Ừ. Mẹ lo quá, không biết sao mà mình với nó có thể sống chung một nhà được hả con? Vậy thì cho ở chung một thời gian ngắn, sau đó dọn ra ở riêng, được không mẹ? Làm gì với em như vậy, giống như là ngày xưa vậy. Ngày xưa hai chị em mình phối hợp ăn ý quá ha. Hay là bây giờ vậy, em sẽ làm việc ở đây luôn nha chị. Phải đó, phải đó. Nhưng mà không được, một nhân tài như em mà đi bưng phở thì uổng phí lắm. Chị này, nói quá, người với em mà là nhân tài cái gì. Nè. Dạ. Em định làm việc gì vậy? Để coi ha. Từ từ em sẽ kể ha. Vy, sao giờ này em ở đây? Em nghỉ làm ở công ty rồi, tạm thời bây giờ em vô tiệm phở phụ việc. Sao lại nghỉ? Chuyện này cụ thể để từ từ em kể nha. Chị thấy cái giá này được nè. Được không? Được. Con mắc quá không? Không mắc đâu. Vi, ở đây kêu phở hả chị? Ủa, nhỏ Vi bên này sao bưng phở? Em bưng phở thì có sao đâu. Nè, bộ em bị người ta cho thôi việc hả? Đâu có, em đâu có bị người ta đuổi việc đâu, tự em làm đơn xin nghỉ mà. Em chào anh. Ừ. Lâu quá không gặp, công việc làm ăn ổn chứ ha anh? Cũng bình thường thôi, bọn này đang họp bàn menu này. Nghe chữ họp giống như là tụi mình đang làm chuyện gì lớn lắm vậy đó. Lớn sao không lớn?
Đây là kế hoạch kinh doanh mở ra một trang mới cho các quán cà phê lề đường đó. Đúng rồi, mình phải tự hào công việc của mình ấy, thì công việc mới tiến triển tốt được chứ, đúng không? Đó, em thấy chưa, hai người này hợp rơ ghê vậy đó. Chắc công việc kỳ này làm ăn khấm khá lắm đây. Nè, hợp rơ với mà hợp rơ, làm gì có chuyện đó. Em đừng có nghe nha, không có chuyện đó đâu. Đâu có sao, mình làm ăn chung với nhau mà hợp rơ là tốt đó. Em thấy công việc ở đây tiến triển như vậy, hên lắm đó. Gì vậy? Chị à, chị có biết mấy chỗ cho mượn tiền không? Em hỏi đúng chỗ rồi đó, chị cũng hay mượn lắm. Mà ăn chi vậy? Chị có biết á, trong những người cho mượn tiền ở đây, có ai chịu đầu tư cho việc kinh doanh có triển vọng không? Mấy người cho mượn tiền, họ chỉ ham lấy lời thôi, chứ ai mà quan tâm tới cái chuyện đầu tư kinh doanh triển vọng gì đó. Biết đâu chừng, chị cứ hỏi giùm em đi ha. Đi mà. Thôi, nếu Vi nhờ thì chị sẽ hỏi giùm cho. Nhưng mà ai tính kinh doanh vậy? The question that I pose is really easy. Mẹ thì đã vậy. Thiệt tình, em không có ưa con nhỏ đó tí nào hết á. Càng không muốn nó ở chung nhà với em nữa. Nhưng mà bây giờ sắp trở thành người nhà mình rồi. Hay là lần này ra mắt nhãn hàng mới, tụi mình làm đám cưới đi anh. Anh cũng muốn làm đám cưới lắm chứ. Nhưng mà Khanh vừa cưới xong, mình đòi cưới liền, anh sợ ba mẹ buồn đó. Vậy hả? Biết vậy em làm đám cưới trước anh Khanh cho rồi đi. Con à, con có biết lý do tại sao mà con Vi nó nghỉ ở công ty đó không? Con cũng biết nữa. Mẹ, cái này á chỉ là ý kiến riêng của con thôi nha. Theo con thấy á, có lẽ là chắc tại vì con trai cũng chủ tịch trung tâm thương mại Sky đó mẹ. Có thiệt vậy không? Mẹ thử nghĩ mà coi, hai người họ đâu phải là không quen biết nhau. Đã vậy lại còn là người yêu của nhau trong một thời gian dài nữa. Vậy mà giờ đây người đó lại đi lấy em gái của mình, thì làm sao mà tiếp tục làm chung trong một văn phòng được chứ? Không, con Thủy nó nói là hồi học cấp 3 hai người chỉ là bạn bè thôi mà. Con thì không nghĩ gì đâu. Theo con thấy chắc chắn là tại vì con trai của ông chủ tịch mà. Con ơi, con đừng có nói chuyện đó cho ông Thủy biết nha. Dạ con biết rồi. Nhưng mà mẹ ơi, nghĩ đi nghĩ lại cũng tiếc cho Nhỏ Vi thiệt đó. Dù gì được làm trong một công ty lớn như vậy cũng thích thiệt mà. Vi, cái để đó chú làm, đi về đi. Chú đừng có lo, cháu đã nói là cháu phải làm hết chuyện này, rồi chú cháu mình cùng về một lượt mà. Nè, cuối cùng rồi thì cháu vẫn nhất định không cho chú biết tại vì sao mà cháu nghỉ việc ở công ty hả? Chú chịu khó đợi một chút nữa nha. Đằng nào rồi cháu cũng phải kể cho chú nghe đầu đuôi mà. Với lại công chuyện mà cháu sắp làm sẽ nhờ chú giúp đỡ đó. Gì? Bộ có cái chú giúp được hả? Giúp nhiều là đằng khác đó. Chưa biết là chuyện gì, nhưng mà nghe cháu nói là chú có thể giúp được cho cháu là chú thấy vui rồi đó. Duyên số con người ta thiệt là kỳ lạ. Có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ là tới bây giờ mình lại ngồi xu với mẹ của con Vi nữa. Mà có thật là anh không hối hận khi cho Khanh cưới vợ không? Mình phải mong tụi nó sống hạnh phúc thôi em à. Mà đưa con bé đó về đây không phải là chỉ dạy dỗ một hai thứ thôi đâu. Đưa một người sống ở hoàn cảnh khác với mình về làm người nhà chắc chắn là không dễ rồi. Nhưng em phải ráng thử coi.
Em có điều này thắc mắc, thật sự muốn hỏi anh. Anh có nhớ hồi học cấp 3 đó, lúc mà thằng Khanh với con Vi quen nhau không? Sao tự nhiên hôm nay em lại nói chuyện đó? Hồi đó em thấy anh cấm cản, anh la rầy, anh nhất định không cho thằng Khanh với con Vi quen nhau mà. Ồ, anh có làm vậy sao? Vậy tại sao bây giờ anh lại dễ dàng cho phép thằng Khanh cưới con Thủy? Em tưởng là anh phải phản đối quyết liệt hơn nữa chứ. Chuyện đó... Có phải là đối với con cái, anh đã mềm yếu hơn so với lúc trước đúng không? Anh sợ là nếu như tiếp tục phản đối chuyện thằng Khanh với con bé đó, thì anh với thằng Khanh sẽ mãi mãi chạy trên hai đường song song. Phải chi thằng Khanh nó nói là sẽ cưới con Vi, thì có khi trong lòng em nó không buồn bực như vậy. Chuyện này đã quyết định rồi, không phải bàn luận gì thêm nữa. Em lo tổ chức đám cưới cho tụi nó sao cho tốt đi. Tôi xin lỗi, con Vi với thằng Khanh không thể kết hợp như vậy được đâu. Lẽ ra phải có một lúc nào đó tôi có thể nói cho mình nghe tất cả mọi chuyện. Cái ngày đó phải tới mới phải. Về nhà vẫn phải làm gì hả con? Tại con không có chuyện gì làm hết. Bà của con đó. Mẹ không hiểu nổi tại sao ba của con quý con Vi như vậy mà lại không cho phép thằng Khanh với con Vi, trong khi đó lại cho thằng Khanh cưới con Thủy một cách quá dễ dàng. Thiệt, mẹ không hiểu nổi nữa. Thì ba đã nói là tên anh Khanh thử một lần rồi mà mẹ. Cho dù như vậy thì mẹ cũng không hiểu. Mẹ, con nói thiệt có được không? Mặc dù con không ưa hai chị em đó, nhưng mà nói thiệt, con nhỏ Thủy làm vợ anh Khanh còn đỡ hơn là nhỏ Vi đó. Vi là dạng nắm đầu anh Khanh trong tay, còn nhỏ đó coi hiền vậy chứ, âm thầm muốn xiết người ta không à. Ba mình biết nhìn người mà mẹ, công việc thì khác, chứ ba đâu có muốn con nhỏ đó là con dâu đâu. Khanh, chừng nào tổ chức đám cưới vậy? Đám cưới hả? Chừng nào vậy ta? Mà có chắc là đám cưới không? Chắc là có. Vô. Hình như là dạo này không thấy em đi gặp người đó nữa thì phải. Chắc tại ảnh bận á. Chứ không phải là đã cưới rồi, cá đã nằm trong chậu rồi cho nên bỏ lơ sao? Anh Khanh không phải là người như vậy đâu. Bộ em yêu người đó đến mức như vậy sao? Thì có yêu mới cưới chứ. Nhưng mà người đó cũng nói là yêu em thiệt hả? Chứ bộ không yêu mà cưới được hả? Anh Khanh là người cầu hôn em trước chứ bộ. Nhưng mà em đi lấy chồng rồi á, cả nhà sẽ buồn lắm đó. Chị chăm sóc ba mẹ giùm em nghe. Chứ không phải hồi trước á, có người nào đó đuổi chị về nhà lẹ lẹ lên hay sao? Thì lúc đó người ta chỉ nói chơi thôi chứ bộ. Chăm sóc ba mẹ giùm em nghe. Chị cười gì vậy?
Đây là lần đầu tiên chị thấy em nói chuyện y như người lớn vậy đó. Chắc là phải đi lấy chồng thiệt rồi ha. Vi nè, cái chuyện mà Vi nói Vi sắp làm đó là chuyện gì vậy? Cháu đang chuẩn bị. Sao vậy chú? Chú lo là cháu đòi tiền lương hả? Nhỏ này, cháu đang làm việc như vậy thì chú biết là cháu bận rộn lắm rồi. Đã vậy còn bỏ thời giờ tới đây phụ tiệm chú nữa, không thấy mệt hả? Chú đừng có lo, cháu ra phụ tiệm là cũng ra làm việc mà. Nè, cháu càng nói là chú càng tò mò, không biết là có chuyện gì nữa nghe. Khi nào bắt đầu công việc, cháu sẽ kể cho chú nghe. Tạm thời bây giờ, chú cứ đứng theo dõi giùm cháu nha. Chuẩn bị đám cưới xong chưa mẹ? Thì cũng vậy thôi. Vì à, cái chuyện mà con nghỉ ở công ty có phải là tại vì con Thủy nó lấy con trai của ông chủ tập đoàn Sky cho nên con thấy bất tiện không? Ai nói với mẹ như vậy? Không, không có ai nói. Tự mẹ, mẹ cảm thấy vậy thôi à? Không phải như vậy đâu mẹ. Với lại Khanh với con là bạn học cấp 3 với nhau, cho nên không có chuyện gì. Mẹ đừng có bận tâm mà. À mẹ à, Khanh sắp là con rể của mẹ rồi. Mẹ đừng cứ xưng hô là con của ông chủ tịch, mẹ cứ gọi Khanh là tên cũng được mà mẹ. Cái đó mẹ, mẹ cứ thấy nó kỳ kỳ sao á. Mẹ, bé Thủy đi lấy chồng chắc là vui lắm ha. Vui, vui tới nỗi loạn lên á. Nó làm như nó bay đâu trên trời á. Làm như hãy nó đi lấy chồng trước chị nó. Điều đó chắc vui vẻ lắm hay sao á. Mẹ này, thì bé Thủy có đối tượng trước con thì bé Thủy đi trước, chứ đâu có luật làm chị là phải đi trước đâu mẹ. Dạ đây, xin mời anh, chúc anh ăn ngon miệng. Dạ. Ôi, em chào anh. Dạ, xin mời mấy anh ngồi ạ. Ôi, lâu rồi không gặp em nhé. Anh nghe nói em làm việc ở công ty tốt lắm mà. Dạ, cảm ơn anh. À, ông giám đốc có đến không anh? Ông giám đốc của anh ở Hàn Quốc rồi. Vậy chừng nào ông giám đốc đến vậy? Anh cũng không biết nữa, chắc ông ở Hàn Quốc một thời gian. À, mà em hỏi vậy có chuyện gì không em? Dạ, không có gì. Tại vì lâu quá không thấy ông giám đốc đến, em hỏi thăm thôi mà. Thì ra ông giám đốc Cam đang ở Hàn Quốc. Làm sao bây giờ? Mình nhất định phải gặp ông giám đốc để nói chuyện. Vi, hên quá gặp em ở đây. Hôm trước em nhờ chị kiếm người mượn tiền đó, chị tìm được rồi. Thiệt không chị? Thiệt, không phải người quen trực tiếp của chị, mà chị nghe cái chị Ly bán trên đầu chợ đó. Chị nói ha, từ đây em đi tới đó khoảng 30 phút, gọi là khu Văn Thánh. Em gặp ông Sang, ông này giàu dữ lắm. Mà ông này á, không phải ai ổng cũng cho mượn tiền đâu. Ổng chỉ cho những người mà tìm tới mà có kế hoạch kinh doanh đàng hoàng kìa. Mà thậm chí hả, ai mà làm ăn thiệt sự hả, ổng cho mượn tiền không lấy lãi luôn đó. Chị hả chị? Đây nè, đây là địa chỉ nhà ổng nè. Khanh có nhớ mùi vị phở ở tiệm phở mà lúc trước Vi làm không? Mình tính giới thiệu tiệm phở đó với tổ trưởng. Trưởng muốn làm sao thì làm đi.
Cậu Trương đã xem kỹ tất cả các file cô Vi để lại trước khi đi chưa? Dạ rồi ạ. Tốt lắm. Trước hết việc chế biến nước lèo phở là cần thiết. Lúc trước tôi có nói cậu tìm hiểu các tiệm phở để giới thiệu rồi phải không? Dạ. Em biết có một tiệm phở mà nước lèo vừa đậm đà lại vừa thanh nữa ạ. Ở đâu vậy? Dạ cũng không xa lắm. Được lắm. Vậy chút nữa chúng ta mời Phương và Mai cùng tới đó đi. Trưởng phòng, hôm nay tôi có hẹn rồi. Đây là việc quan trọng, cậu không dời cuộc hẹn lại được sao? Tôi xin lỗi, sắp đám cưới cho nên có rất là nhiều việc để làm lắm. Từ nãy giờ em coi gì mà coi dữ vậy? Dạ không có gì. Chị Oanh, em xin lỗi, hôm nay em muốn về sớm à. Có gì đâu phải xin lỗi, chị đâu có giữ chân em được. Nó bận thì về trước đi. Dạ. Thuật làm đông cấp tốc bậc nhất thế giới. Mình phải đầu tư trước rồi mới gặp ông giám đốc. Tới chưa anh? Em đói bụng quá. Tới rồi nè. Chỗ này ngon không Trường? Dạ, ngon lắm thưa anh. Phương, Phương, đi thôi. Ở đây nè anh. Ở đây hả? Hình như là lúc trước Vi làm ở đây mà. Vi à? Cô Phương nói cô Vi sao? Dạ, hồi học cấp 3, vì hoàn cảnh khó khăn nên Vi vừa đi học vừa phụ làm việc ở đây ạ. Cô Vi lại có hoàn cảnh như vậy à? Thôi, dù sao, trước tiên chúng ta cũng phải vô đây đã. Dạ. Em chào chị. Chào em, dạ xin chào. Mời chú Hoàng ơi. Mời vô, mời vô. Chú Hoàng, con và bạn bè đồng nghiệp ở công ty tới đây ăn phở nè. Dạ, dạ mời anh chị ngồi. Dạ. Con khen phở ở đây ngon lắm. Chú nhớ nấu cho con ngon hơn mỗi ngày nha. Chú biết rồi. Ủa, sao hôm nay không thấy Khanh đến? Dạ, Khanh đã bận công chuyện rồi nên không tới được. Chú cho con 4 tô phở bò. Sao hả anh? Vị nước lèo đúng là số 1 như lời cậu nói. Phở vừa bùi lại không béo. À, cậu quen ông chủ ở đây phải không? Dạ. Vậy mai mốt cậu nói ông chủ thu xếp cho mình gặp riêng. Dạ. Mai mốt tôi sẽ gặp riêng anh sao? Chắc là công ty của chúng tôi có việc cần đến ông chủ giúp nhiều rồi đó. Nãy giờ em nghĩ gì mà sai xưa quá vậy? Không có gì đâu anh. Công nhận phở tiệm chú Hoàng ngon ha. Con tối chưa?
Con ăn rồi, con ăn với mấy người ở trong công ty á mà. Có cả thằng Khanh nữa hả? Nó làm gì gấp gì trời?